Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái dòng sản phẩm công cụ của hãng Inco và Total mới về anh em ha. Ở trong đây thì nó sẽ có cái ống nước của hãng Total này, cái này về rồi nè. Cái này đứt hàng rất là lâu anh em ha. Ống nước 20 mét của hãng Total. Đó, cái này về rồi ha. Rồi những cái túi ha, những cái túi đựng của hãng Inco cũng về luôn rồi nè. Và cái thân máy ha, cái thân máy bơm lốp xe. À, cái thân thôi nha em, ra về luôn rồi nè. Rồi những cái bộ kìm này á, là hàng công nghiệp của hãng Inco, tại vì hãng Total những bộ kìm nó hết hàng rồi nha anh em. Như vậy mình giới thiệu thêm cho anh em về hãng Inco này, nếu mình có nhu cầu thì mình có thể mình mua dòng Inco này. Inco này là hàng công nghiệp ha. Đó, và những cái kìm cắt và bên kia nó sẽ có cái máy bắn vít rất là rẻ chắc luôn. Và cho này nó có một bộ tua vít mới về của hãng Inco đây. Nha. Cái bộ vít này thiết kế một cái cán cầm rất là khác biệt. À, nó rất là khác, cầm nó nói chung rất là đẹp anh em. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Cái mẫu này là bao bì anh em cũng thấy cũng khác so với mẫu cũ nè. Nhưng anh em mà thấy này hơi khác là hãng là đã cải tiến lên chút rồi đó. Nha. Rất là rẻ luôn, có 110 ngàn thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết vào từng sản phẩm nha. Anh em chọn chốt. Trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái sản phẩm ống nước trước, bởi cái ống nước này nó hết và nhiều anh em hỏi đây. Đang có người mấy chú hỏi đây nào về ha, nhưng mà giới thiệu qua chú của hãng Inco chú không thích ha, chú thích cái hãng Total thôi. Rồi cái này về rồi, 240 ngàn. Cái ống này dài 20 mét, cái áp lực của nó được là 300 PSI, ống nhựa PVC, cái lỗ ống là 11/2 inch. Anh em có ý 1 inch là 25.4, 1/2 là 12.7 ha, đó là cái lỗ bên trong đó nha anh em, để mình có gắn đó. Thì cái ống này thì nó có tới là 3 lớp nè nha, 3 lớp. Ở trên đây nó sẽ có thêm một cái lớp polymer đây ha, polyester ha, polyester nằm đây. Ở trong đây cũng có thêm một cái lớp nhựa PVC đây ha, và ở ngoài đây có lớp nữa. Thiết kế 3 lớp vậy ha, nó sẽ bền hơn cái ống chúng ta. Cái đường kính ở bên trong á thì ở đây nó ghi nè, cái đường kính này là 12.3 nè, cái đường kính bên ngoài là 15.7 nè. Ghi đây ha. Đó. Ok, rồi. Vậy thôi anh em, nha, ống như thế này đây nha. Thì những anh em nào mình đang có nhu cầu mình cần một ống xịt vườn, anh em có thể mua được những đầu nối với cái dầu xịt của Total chúng ta bỏ vào. Ví dụ chúng ta mua những cái dầu xịt của hãng Total chúng ta gắn vào trong đây, những cái đầu nối gắn vào đây để chúng ta xài cho gia đình ha. Thì những cái bộ dầu nối xịt của Total ngày hôm qua mình có giới thiệu rồi, review rồi đó. Anh em có nhu cầu thì mình mua thêm cái bộ dầu nối xịt của Total nữa, xài chung với cái này thì quá ngon luôn ha. À, 20 mét. Rồi, 240 ngàn cho một cái bộ này. Kế tiếp đây là một cái túi đựng dụng cụ của hãng Inco. Túi này nó có giá là 513 ngàn. Túi này có size là tới 10 cái tiêu rồi này, nhiêu nó 16 inch đó nha anh em, 513 ngàn cho cái túi dụng cụ như thế này nha. Đây nha, túi dụng cụ. Cái túi này nó có cái điều đặc biệt là cái đáy này thì nó thiết kế toàn là bằng cao su ha, nó phủ lên đây hết, nó dập, nó đúc nguyên khối cao su, nguyên cái đế là cao su nè, rồi nó mai lên đây, lên nó mai những cái bố lên đây. Như vậy như anh em nào để ở dưới nước hay chống nước thì cũng khúc này không có vấn đề, không thấm được ha. Nó giống như là một cái máng vậy đó, người anh em có nghĩ ra dưới cái đế giống như cái máng ở trên, nó sẽ bọc giải thêm đây đó để nó giải lên ha, để nó sắt nè. Đó, trong đây thì nó thiết kế cũng khá là rộng. Dòng này thì anh em bỏ cửa đĩa rồi ok nè, đó, nó rộng mênh mông này nè ha, có dây đeo, có tai đeo nè. Đó, cái đế trong thấy không, cao su rất là dày. Và ở trên cái đế nè nó sẽ có những cái xương này nè, anh em có thể thấy rõ cái cao su này không, cái đế có những cái xương xương này nè, nó thiết kế cứng cáp cực kỳ luôn nha, rất là cứng cáp luôn. Cái đế này xài cái này rất là bền luôn, giá 513 ngàn thật sự nó không mắc đâu nè. À, cái đế này nó xịn hơn, mình nói dám cái anh em luôn, cái đế này nó xịn hơn rất nhiều lần so với cái đế của cái túi của hãng Stanley. Túi là Stanley nó không phải là bằng cao su gì mà làm cái đế nhựa ha, nó sẽ khác với cái này anh em, cái đó ha, xịn cực kỳ luôn. 513 ngàn cho cái túi dụng cụ này nha. Rồi ok ha, để anh em chọn chút, mình sẽ lấy cây thước đo anh em xem. Về cái túi của về cái đế này anh em ha, cái đường bên trong á, trong đây nè nó rất là cao ha, cao vời vợi luôn á. Thế từ đáy anh em kéo lên hết lên đây luôn là tới 30 nè, tới cái miệng là 30 nè. Nhưng mà khi nó ship lại vậy thì nó sẽ không có tới ha, ship lại vậy thì tầm khoảng cỡ 20 thôi nha, 20
còn ta kéo lên hết luôn thì tầm khoảng cả 30 đó. Còn cái bề dài của cái túi, cái đế này á, cái dài trong là tới 41 anh em ha, cái đế nằm bên trong là tới 41 luôn. Còn cái bề ngang để mình thấy được là cái độ cao của nó, cái bề ngang là 20 nha. Đó, bề ngang của cái đá dưới là 20, là để mình thấy được cái độ cao mình đựng những cái máy hoặc là đựng máy mài, máy khoan là ngon luôn ha. Túi này chúng ta xách đi là ngon rồi. Anh em có thể xem cái thông số mình đo đó, để mình có thể mình ướm được cái những cái máy mình thì bỏ vô, mấy cái đó là chuyện bình thường rồi. Chiều dài tới 41 thì chúng ta đựng dư sức rồi, đâu có cái máy mài nào dài tới 41 anh em ha. Không có, máy mài nó ngắn lắm. Ví dụ như rồi 513.000 cho cái túi này. Kế tiếp giới thiệu thêm một cái túi nữa, túi này giá 213.000 nha. Cái túi này thì nó sẽ có cái size là 13 inch nè, và nó được thiết kế đâu rồi, nó cứng như vậy đây ha. Đó, cái đế này thì nó có những cái cao su nằm ở đây nha, để chúng ta nó mai cao su này chúng ta làm cái đế nè. Cái này cứng cáp hơn nha, cái dòng này 13 inch. Ở ngoài đây sẽ có thêm những cái túi nữa nè ha, những cái túi đựng ngoài nữa. Bên đây có những cái túi nè ha, nhỏ ta sáu túi nhỏ ở đây. Còn ở trong cái size trong đây thì chúng ta sẽ có thể đựng những con máy mài, cái khoan nhỏ thôi nha, rất là to như này đây anh em thấy ha. Túi này nó to hơn, nó dày hơn cái túi của 100.000 của Toto nha anh em. Có Toto có loại túi 13 inch 100.000 mà nó không bằng cái này đâu, này nó 23.000, tất nhiên nó mắc hơn rồi. Cái đáy nó là dài tới 31 nè, bề ngang ha, bề ngang bên đây là nó được là 20 ha, cho 22 nè. Còn cái chiều cao mình đo từ thành miệng lên luôn là được 25 nè ha. Đó, nhưng mà khi mình ship lại vậy thì tất nhiên nó không tới rồi, nó banh ra hết như vậy thì nó được như thế này anh em ha. Anh em có thể mình đựng hết như vậy được nè. Ở trong đây thì nó sẽ có những cái túi nhỏ nè nha. Còn cái túi 100.000 của Toto ngày hôm kia mình giới thiệu thì nó sẽ không có những cái này, nó chỉ đơn giản lắm, nó mắc hơn 100.000 nhưng mà nó cũng có cái giá của nó. Cái dòng này thì nó có cái mai cái đế đây, dòng 100.000 thì nó không có, nó đơn giản lắm ha. Cái dòng in còn này thì nó làm ok hơn nha. Đó, hôm nay có hai cái túi, 1 2 nè, rồi 3 4 5 nè ha, 6 7 8 nè. Đó, 8 cái học nhỏ thì nó cũng đựng, chúng ta đựng ha. Rồi ngoài đây chúng ta có thêm 6 cái học nữa nè. Đó, quá trời rẻ luôn, có 213.000 thôi nha. Rồi anh em nhu cầu mua thì có thể ghé cửa hàng, hàng đang có sẵn hết rồi nha, hàng nó về là có sẵn hết rồi đó. Rồi kế tiếp đây là cái thân máy bơm lớp xe ô tô 540.000 của hãng Toto, bơm lớp xe máy rồi anh em. Nói chung là cái này thì mình nó ghi cái áp suất nó rất là cao nha, nhưng mà thực tế thì mình nó bơm cũng được mà nó lâu, nhưng mà anh em ví dụ mình bơm xe máy rồi mấy năng này ngon nha. Cái dòng này thì nó là dùng cái thân máy thôi nha, là 540.000, hết hàng một thời gian thì này nó mới về lại trang bị những cái đầu phụ kiện để chúng ta bơm xe đạp ha, bơm xe đạp, bơm banh. Cái dòng này thì không thể đi bơm nhà hơi hoặc là nhà hơi hoặc là bể tắm hơi được nha anh em á. Nhiều anh em cứ nghĩ là mua dòng này về để bơm những cái nhà hơi đó là không có được. Mấy cái nhà hơi, nhà tắm hơi hoặc người hơi gì đó, mấy cái đó là anh em phải dùng máy thổi nha, nó có máy thổi để chúng ta thổi vô trong đó đó nó mới được. Còn cái máy này cái lượng nó bơm ra chút hà, nó đâu có thổi đâu, đâu nó được có xài được cái đó được nha. Có nhiều anh em mua về không biết thì bơm không có được. Đây, thiết kế rất là nhỏ gọn ha, cầm tay. Cái dòng này thì anh em mua về khi nào anh em có pin in cầu Toto thì chúng ta mới xài được nha. Không có pin là chúng ta không có xài được. Này chỉ có cái thân máy thôi, 540.000 cho cái thân máy như thế này đây nha. Cái dòng này nó bơm lên tới 150 PSI, tương đương với 13. 13 thì tương đương 10 kg anh em nha, trên 13 tương đương 10 kg á. Mà nó bơm dữ lắm nha, 10 kg là nhiều lắm, nhưng mà để mà được cái mức độ đó nó lâu lắm anh em ơi. Nên dòng này cái lưu lượng gió là 45 lít nha, trên phút nè, tá 2021 ha. Đó thì dòng này chúng ta bơm mấy xe máy đồ ok ha, xe ô tô thì bơm nó hơi lâu, tại xe máy thì nó nhỏ, nhưng bơm lực ký nó ấy thì ô tô thì bơm nó hơi chậm chút, thì mình chấp nhận thì mình mua thôi, chứ nó không thể nào như máy nén khí bơm anh đang đòi hỏi lâu được nha, không có nha. Rồi cái dây này thiết kế là cái dây bố nè, ta gài lại đi ha, rồi bóp nè. Ở đây mình giữ hết luôn ha, nó nén vô nè. Anh em lên thấy nó lên không? 6 kg. Ở dưới á, thì nó sẽ ghi là sao. Mình bóp lên ha, lên tới 7 kg luôn á. Nha, mình bóp rất mạnh nè. Đó. Tại vì cái tay mình nén nó không có mạnh hết này được, giữ thì còn lên nữa. Cái dòng này thì nó thiết kế ở đây nó sẽ có cái đèn.
đây có cái đèn nè, rồi trên đây nó sẽ có đồng hồ thể hiện cái số ký nằm ở trên đây. Anh em thể hiện cái số trong đây nó là số ký anh em á, tương đương với là số ký á. Đây nè, ví dụ như 4 ký hay 2 ký gì trong đây nè. Rồi này là chỉ có cái thân máy không nha, 540.000 kèm theo những cái phụ kiện nằm ở đây, những cái đầu nè, ở đây cái đầu nè ha, đó 540.000 cho cái này. Thân máy bảo hành 3 tháng. Anh em là có pin của Incode hoặc Total 2V xe này chúng ta đều xài được hết nha. Cứ thế mà chúng ta bỏ vô xài thôi. Cái hàng này thì hôm trước hết hàng, thời gian này về lại rồi nha. Anh em nhu cầu thì mình cứ mình qua mình mua. Rồi, thoải mái luôn. Xe máy gì nữa ha, thoải mái. Rồi, kế tiếp mình giới thiệu cho anh em một bộ tua vít đi. Hàng này hàng mới của hãng Incode nè nha, nhìn rất là đẹp. Cái tua vít này cũng bộ gồm là 6 cây, nó gồm là BH1 có hai loại, một loại dài 75, một loại dài 100, và một cây BH2 dài 1,5 tấc. Và cái dẹp thì nó có dẹp là 5.5 nhâm tấc 5 dài 75 và 5.5 dài 100, và một cây dẹp là 6.5 dài 150mm. Một bộ tua vít này hàng công nghiệp thép CRV nha anh em, giá chỉ có 110.000 thôi, có 500 nha, có 500. Cái dòng nó thiết kế một cái tay cán short grip ha, dòng cái thiết kế cán mới nè. Anh chúng ta cầm những cái tua vít trong đây này nó êm tay ha. Đó. Chúng ta cầm như vậy nè ha, chúng ta cầm như tua vít như này anh em, cầm như này nó dặn nó rất là êm tay. Những cái này đúng là một cái điểm tựa của ngón tay dặn á. Ha, cái lực chúng ta làm cầm như vậy nè ha, lực nó dặn ha, rất là êm tay luôn. Rồi ok, 110.000 cho một bộ tua vít 6 cây như thế này ha, đủ luôn. Và đây là cái bộ này ha, cái bộ này là cái bộ khoan băng, cái bộ băng vít anh em có 4V thôi. Cái dòng là Super Select là cái dòng mới ha, giá cực kỳ cạnh tranh luôn, chỉ có 220.000 thôi. Một bộ một hộp băng vít này kèm theo một cái đuôi sạc, anh em không có cục sạc nha, cắm vô những adapter điện thoại mình để sạc cho cái dòng này. Nó trang bị một cái đầu nối, những cái đầu vít trên đây đó như thế này thôi, mà giá chỉ có 220 thôi. Tốc độ con này quay là 220 vòng một phút, 180 vòng một phút nha. Lực xoắn là 4.0 Newton mét, đầu 6.5 ly nha, có đảo chiều trái phải. Những con này là chúng ta đi bắn vít điện tử rồi ha, bắn vít điện tử mở cái gót nhỏ rồi á, hoặc ở nhà tôi bắn những vít nhựa rồi ha, vít gỗ nhỏ rồi á, thì ok xài con này ngon nha. Tốc độ quay như vậy là vừa thôi, chứ nó không thể nào mà nó thay thế được những cái con máy lớn được. Đầu nhỏ thì chúng ta xài những đầu nhỏ ha. Rồi kế tiếp giới thiệu là một cái kìm cắt. Đây là cái kìm cắt công nghiệp dòng Heavy Duty. Dòng này bán rất là chạy luôn anh em, giá có 100.000 thôi. Đấy, giá 100.000 dòng Heavy Duty. Cái kìm này có trợ lực cắt 30%, nghĩa là khi cái lực chúng ta bóp xô vô á, thì bình thường những cái kìm kia thì không có trợ lực, nó phải dùng lực mạnh hơn chút xíu nữa, nhưng mà đối với kìm này có trợ lực ha, nên nó cắt nó hơi nhẹ hơn một chút. Cái dòng này đều là hàng công nghiệp thép CRV ha, dòng Heavy Duty. Đó. Những dòng này bán rất là nhiều quá trời nhiều luôn ha. Cái kìm này cắt ngon lắm. Giá còn 100.000 thôi. Lúc trước anh em biết cái kìm này nó rẻ có 90.000 à. Thời điểm trước này nó cái 90.000 thôi. Sau này thì giá đã lên rồi ha. Cái kìm này thì cái thiết kế cái cán này nó nâng cấp lên một chút. Ở đây có những cái viền nó làm đẹp hơn chút nha. Nó ghi đến cái chữ Industrial nằm đây luôn nè. Đây là hàng công nghiệp nha. Đó. Chuyên cắt thì chúng ta xài cái này nha. Anh em thợ thầy thợ điện thợ gì đó, nói chung có cái kìm cắt mà cộng kẽm cộng cáp gì nhá, ok trời ơi, có kìm này là ngon rồi nha. 100.000 cho kìm này. Và đây là bộ ba cái kìm nha anh em, đây là bộ ba kìm. Bộ ba kìm này là nó có size là 6 inch nè, kìm nhọn 6 inch, kìm cắt 7 inch và kìm răng 8 inch. Kìm răng này 8 inch nha anh em, và cái kìm răng này có trợ lực cắt là 30% ha. Anh cái giá của cái kìm này là 270.000 cho bộ kìm này. Cái bộ kìm này tất ba cây đều là bằng thép CRV, đều là hàng công nghiệp hết nha, industrial hết, thép CRV hàng công nghiệp hết. Cái dòng này thì bên cái hãng Total mình đã hết hàng rồi nha, thì giờ anh em đang có nhu cầu Total mình có thể mình qua mình mua dòng này. Incode xài rất là ngon ha, xài rất là ngon luôn đó, giá cũng hợp lý. Ba kìm hàng công nghiệp giá chỉ có 270.000 thôi, giá tại cửa hàng chưa còn ship nha. Anh em cứ mua hàng bên mình cứ mặc định là giá này, giá tại cửa hàng, ghé cửa hàng mua thì mua được giá này. Còn ở tỉnh thì cộng thêm phí ship khoảng 30.000, 40.000, 50.000 tùy theo cái trọng lượng của nó. Ok ha. Đó, những cái kìm như này đây. Bộ 3 cây. Industrial ha. 270.000. Nếu như anh em có nhu cầu mà mua cái kìm to hơn nữa, ok, đây lựa chọn để dành cho cái kìm to hơn nữa đây. Cái kìm cái răng này anh em tới 9,5 inch luôn. Cái kìm cắt này nè, 9,5 inch luôn nè, rất là to. Và cái kìm mỏ nhọn này nè thì nó là 8 inch, kìm cắt này là 7 inch.
kìm cắt 7 inch, kìm nhọn 8 inch và kìm rằn 9,5 inch, rất là lớn nha. Cái dòng này đều là hàng công nghiệp hết. Giá của cái bộ này là 350 ngàn một cái. Cái kìm này size khủng ha, size khủng. Đó, anh em thấy không? Thì mình nếu mà có nhu cầu xài những cái to như thế này thì mình dùng cái này. Kìm này trên đây có kìm răng này ha, có răng ở đây nè, để chúng ta kẹp và chúng ta vuốt là làm gì nè. Đó là kìm cắt, cắt ở đây ha. Tất cả này giờ đều có được trợ lực 30% lực cắt hết. Rồi, hàng công nghiệp nha, 350 ngàn cho cái bộ kìm như thế này đây. Quá trời. Đẹp luôn nha. Hàng chính hãng của Inco hết. Và cuối cùng đây là cái cây tua vít. Cây này hôm trước hết hạn thời gian thì nó cũng có về lại, thì cũng mấy bữa rồi, hôm nay mình giới thiệu rồi cho anh em á. Lúc đó cái này phải giới thiệu trước đó nữa, nhưng mà nó sót rồi nè, cây tua vít bẻ cong. Một cái cây tua vít này gắn cái đầu nối như thế trong đây. Đầu nối này sẽ xài những cái đầu vít này. Anh có thể bẻ cong trái không phải, hoặc bẻ vít trong kẹt, giá có 66 ngàn thôi nè ha, cho cái cây tua vít như thế này đây. 66 ngàn là bằng thép CRV ha, có trợ lực có 500 hít. Cái đầu 500 thì mình, cái đầu này thì có 500 nè. Nhưng biết cái đầu nào có 500 đây trời. Chắc mấy đầu này có 500 quá. À, mình không có mở ra được. Đó, có 500 hết á. Bẻ cong được. À, một bộ chi tiết 12 chi tiết này giá có 66 ngàn thôi, quá rẻ. Cái cây này có những lúc mà ví dụ như mấy anh mà thợ ô tô á anh em, thợ ô tô ha, thợ xe máy có những con ốc mà nó nằm kẹt mà nó rất là khó mở. Chúng ta phải dùng nhớ những cái cây bẻ cong như này nè, nó phải tiện. Chứ nhiều lúc anh em nghĩ ở cái cây bẻ cong vậy rồi sao xài. Thực ra mà nói đôi khi có những cái công việc mà bắt buộc phải có con này nó mới mở, nó mới dễ được, còn không ta phải chế đủ điều hết á. Cây ha, 66 ngàn. Rồi, tất cả những cái sản phẩm nãy giờ là cái hàng mình giới thiệu là đang có hàng sẵn nha. Anh em nhu cầu mua thì có thể ghé cửa hàng mua. Đó, ghé cửa hàng mua. Giá tại cửa hàng chưa còn biết ship. À, hàng nó về cũng về là bắt đầu tập hợp lên video giới thiệu liền cho anh em á. Mấy nay toàn là công cụ với công cụ không. À, công cụ với công cụ không luôn anh em ơi nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.